Hello anh em nha. Đây là buổi đang buổi tối. Buổi tối thì mình cũng có xài đèn nha. Đây, mình đang xài đèn. Buổi tối thì mình phối tròn. Nghe anh em thấy không? Tròn cái nhà mình nè, bự con ghê. Đây là bên khu B. Khu B là khu chuyên để phối tròn ha. Với khu D. Đây, em chọn đực này số 20 nè. Nên em nhìn tướng tròn khủng không? Được 20 ha. Được nhảy nha anh em. Rồi những con cái nè. Cái này cái lai nè. Anh em thấy tướng không? Tướng đuôi quắn nè. Đuôi quắn đẹp ghê không? Đây. Cái này cái đước nè. Cái này cái cam nè. Đây thì mình mới cho phối nè, phối đêm ngày mùng 3. Thường là phối 3 hôm là mình sẽ tách ra nha. Trồng trồng cái. Ông này ông đực nè, ông đực này bự con. Anh em thấy tướng cũng được không? Xì. Được tướng cỡ này mới đã nha anh em. Đó. Đi tướng đi qua đi lại ha. Đực này là đực gừng nha, gừng cam. Đực này già tròn lắm mày. Tròn này trông chạy em lâu lắm mày nha. Đây. Hai con này thì đang cho phối nhưng mà chưa phối. Ông đực này thì bự rất là bự con nè. Ông này lúc thời điểm em mới bắt về á, cách đây khoảng chừng 2 năm á thì em cân nó là 6,2 kg. Nhưng mà thời điểm này chắc em nghĩ nó còn có 5 ký mấy à, tại vì nó nhảy nhiều quá. Đây. Em này chắc có 5 ký mấy rồi, nhìn em nhìn thấy tướng cũng khủng rồi đó. Đó thấy không tướng không? 5 ký mấy thôi nha. Đâu con nào? Con số 1 hả? Đây con này thì nhảy rồi. Nhảy hai con không ạ? Đây nhảy ngày mùng 5. Con này nhảy mùng 3, nhưng mà nó là một con một nhảy nè, con đực này nhảy nè. À, nhảy cặp quanh luôn ha. Con cái nè, con này con được nè, con được nè. Con này bự lắm. Con này có thể 6 kg có. Ê, ra tao đang quay con đực mà mày vô đây làm gì? Em nhìn thấy cái đầu coi. Tướng nó thế này. Nhảy dữ lắm nha. Được số 1. Đây, nhảy nè. Đây cũng được hai con nữa. Nhảy rồi hai con rồi đó hả? Đó còn con nữa hả? Đó nhảy trong đó còn con. Này, được số 2. Ốm nhưng được cái nhảy dữ. Nãy bánh nhảy rồi hả mẹ? Được số 9. Này cũng nhảy rồi nữa nè. Được 22. Được 22 nha. Đây nhảy rồi một con nữa nè. Con này con được số mấy đây? Được 35. Được 35 đu quấn đẹp ha. Được 35. Ủa được 35 này là được cam mà phải không mẹ? À 35, 36, 37, 38 gì vậy? Đây 35. 35 bữa nay dời qua khu này nhảy dữ luôn rồi nè. Đây 35. Được cam ha. Được này được cam nè. Được cường cam. Lai ra nè. Đủ giống là lai tướng đẹp nè. Đuôi quấn đẹp nè. Con mấy con. Mấy nguyên bầy này là đuôi con nào cũng quấn đẹp chứ. Bốn con nhảy hết bốn con luôn. Mà nó mới có 11 tháng cái gì? Mới có 11 tháng cái gì? Đây, có ông đực này là ổng hơi ú. Nhưng mà ổng nhảy cũng được dữ lắm nha. Được 21, cắm ăn chuối luôn.
Lông màu sáng, con này đẹp nè, con này em thích lắm, màu lông nó đẹp, đổ ra con cũng đẹp. Con được 21 này được có mấy con màu lông ngã trắng nè. Nè nè, cắm ăn chuối. Quá trời mẹ ăn, nhưng mà nó nhảy rồi nha. Hôm trước nó mới nhảy ra một con rồi mình cho đem cho đi. Trời nè, có nhảy đậu nhiều rồi nha anh em. Đây, màu lông rất đẹp ha. Bên hả, số 1 nhảy ra hả, nhảy lại bữa nay mùng 5 cho nhảy thêm cặp quanh nhảy nè. Đây, tướng khủng kìa, nó kẹt ngay chỗ cái cây cột khó quay nha. Thôi cho nó nhảy đi, cho nó nhảy quay quay nó sáng nó công. Đây, qua đây thì chọn bên đây thì tơ. Ủa, đẻ một lứa có 7 tơ bên đây. Có con chồng này mới nghĩ nó là con cái nhưng cái đuôi nó giống như con nguyên bầy 35 37 38 vậy nè. Này. Thấy không? Con cái mà cái đuôi nó quấn tròn đẹp hết biết. Đó, đây. Ông được số 9 này là ông bự con, nhưng mà ông còn tơ. Ông này bự còn hơn con số 1 hồi nãy nữa. Tướng khủng lắm, cao vàng, bự con nhưng mà cái đầu không dung nha. Cái đầu nó không có dung bằng cái con đực số 1. Em thì lại thích những cái con tròn mà cái đầu nó dung dung bự bự đó, nhìn như con chó vậy á, mình mới thích. Chồn thường tầm 7kg đổ lại ha anh em. 7kg em cùng lắm cho 7kg rưỡi đi, là đổ lại là đẹp. Là mình khối được ha, còn đừng nghe lời những anh em khác mà chồn 7-8kg, 9kg, 10kg không có đâu ha. Đây, anh em muốn 9kg, 10kg thì có hàng này. Mấy con quỷ móc ăn như thánh gì nè, ăn dữ lắm. Đây móc nè. Con số 11. Con 11 này thì con lập nghiệp của ba em đây. Con 11 này là con nhảy đầu tiên của nhà luôn không mẹ? Con 11 này là con mà hồi đó mà ba mua lần đầu tiên luôn nè. Mua con lập nghiệp nè. Con khởi nghiệp luôn đó. Đây. Khởi nghiệp là con 11 này nè. Ít có nhảy nhưng mà nhảy cái nào là đậu cái đấy. Đang thay lông hả? Còn đây được 18 đây. À, được 18 đây. À, đây ổng rồi, tứ ổng nằm rồi. Đây, được 36. 36 chung bày với con 35 hồi nãy, thấy không? Đuôi nó quấn, quay hơi hơi là đuôi nó quấn lại liền. Nó đẻ ngày 12 tháng 10. Chung cha chung mẹ luôn đó. Này, với con 4 con. Đây, con này là con 36 nè, con được 36, đuôi nó quấn thấy không? Cao vàng ghê. Thon. Còn con này nhảy rồi nè. Con này là con 37. Đây, nhảy rồi nè. Đó. Anh em thấy nha. Lai ra là nó thường cỡ này là bắt đầu nó phối được hết trơn. Ông 38 là ông mà đuôi quấn nhất, mà đuôi đẹp nhất là ông này. Cao người nhất luôn. Có ông anh ông thích con 38 này lắm nè. Ông con 38 này đẹp thiệt. Đây. Con 38 này mà mẹ khiều khiều quá, khiều khiều con cho nó quấn cái đuôi mới đẹp. Ông chưa quấn cái đuôi khiều khiều ông lông quấn à. Đừng khiều khiều lông quấn. À gì mẹ cho phối luôn à. À.
28. Tướng 38 dài đỏ. Này. 38 dài đỏ ha, dương tốt lắm. Tính ra bữa nay là phối 4 5 con rồi phải không? Mùng 5 nè. 6 con hả? Mùng 5 là 6 con phối. 6 con phối rồi đó. Anh em thấy con 38 không? 38 chiều cao lồng 6 tấc mà đứa nó đứng đâu thẳng được đâu. Đuôi quấn rồi, đuôi bắt đầu quấn rồi. Đuôi bắt đầu quấn rồi nè. Chiều cao lồng là 60. Để cho nó đi ngang qua. Cho đi ngang qua nhìn nó mới đẹp. Đây, chiều cao lồng là 60. Ông chồm, anh em đây đứng tướng. Đó, 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 đi ngang qua nè, cái đuôi ông nè. Đuôi ông đã lắm nha. Anh em mà chọc nó, cái đuôi nó quấn mới giữ. Những cái con chồm đực mà cái cổ đuôi nó càng bự, cổ đuôi nó càng cứng. Là những cái con chồm đó phối giống rất là tập, tại vì cái đuôi nó đì ở dưới nó chịu được, nó sẽ chịu cái đuôi được ở ngoài sau đó. Anh em thấy tướng không, đứng cái muốn bích cái con cái kia luôn. Nhưng mà nó chỉ mới có được, nó đẻ là ngày 12 tháng 10, hôm nay âm lịch nha, hôm nay là ngày mùng 5 tháng 9 âm lịch đó. Hiện tại là của mình là nhừng 2 tháng 2 nha. Đó. Anh em thấy tướng nè. Đẻ 4 con, phối giống được hết 4 con. Em gái đẻ ra 4 con đực, nó phối cuối cùng tôi cũng đẻ ra 4 con đực thiệt. Em gái tới 5 con đực luôn mà nó không ra tới 5. Nó 4 con à, cuối cùng là cũng phối được ha. Đây, bên đây thì em đang cho phối giống. Đây. Đực này nè, đây cũng một em đực nữa nè. Em đực này thì mới có 11 tháng thôi. Đực này đực nhà. Đó, đực này là gừng đước ha, gừng đước. Đây. Hôm nay cũng là gừng đước. Mặt trắng. Tướng đẹp lắm nha, gừng đước nhưng mà đước tiễn nữa anh em. Đây. Em này thì phối rồi nè, à bữa nay mùng 6 ha, tối mùng 6 đúng rồi. Em này phối rồi nè. Em này là được có 13 tháng, 13 tháng. Đây con đực, đây con đực, con đực, con đực, con đực, con đực đâu ta? À con đực đây. 13 tháng. Biết phối luôn nha anh em, mới phối xong. Con 258 phối với con 257. Này, em này được một em đực nữa nè. Đực này thì được gừng đước. Được nhảy ha. Còn ông này thì lai nè, lai cam nè, đó, tướng lúc nào cũng cao dạng chứ. Tướng hung dữ lắm nha, bởi vì chứ mặt căng lắm. 254 nè, đó. Rồi ok nha anh em. Anh em có mua chồng thì cứ gọi trực tiếp cho em số 0914 444 865. Số đó thì em xài Zalo ha. Cảm ơn anh em đã xem video của em nha.